Ok, chào anh em. Hôm nay là gửi cho anh em ít cây cần thanh lý nữa nha anh em. Đó. Đây. Được cái này được 23 cây cần nha anh em. Đó. Đa số những cây này sẽ là những cây cần rút, cần thanh lý. Rồi, để mình lên cụ thể từng cây cho anh em xem. Sếp bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi cũng lấy sếp lên á thì anh em gửi về sếp nha. Rồi, cảm ơn anh em. Đi gửi cho anh em cây số 1. Cây số 1 thì gửi cho anh em là một cây đai hoa nha anh em. Cây đai hoa tiếp đỏ. Batfusi. Batfusi F6. Thì cây này nó để là dài 4m6 nha anh em, 4m6. Đọt cây này thì là đọt 1 ly mấy ta? 1 ly 6 nha anh em. Để mình coi lại cái đọt này. Đọt cái này đọt 1 ly 6 nha anh em, đọt 1 ly 6. Đây, đọt đặc nhé. Đọt cái này nó cứng ra tầm khoảng 3H cái này, 3H 3 cử nha, cũng tương đối. Đây, chất liệu phíp đỏ. Phen cái này sẽ là phen Fuji hết nha anh em, phen Fuji. Nó chỉ không có đầu bu giúp phen chạy chỗ ngọn thôi nha anh em. Đó. Đây, đó, anh em hạ tay hoặc anh em về anh em mua phen chỉnh sửa lại là ngon lành nhá. Đây. Coi trong phíp đỏ tương đối đẹp nha anh em. Đó. Cây này rút ra thì mình thấy nó dạng thẳng nha anh em, nó tương đối thẳng. Đó. Rất là ngon. Đây. Cũng tương đối sạch đẹp nhé. Rồi, giá công khai cái số 1, giá quán vậy 100k nha anh em, 100k cộng ship cái số 1. Tiếp theo cái số 2. Thì cái số 2 gửi cho anh em là cây cần của nội địa nha anh em, hoặc cây nội địa. Cái này dài 4m4 nha anh em, cái này dài 4m4, đột 1.8. Bát là bát Fuji FX7. Cán hậu vắng nè, rất là đẹp nha. Phen của nó sẽ là phen sứ trắng nha nè, mà phen sứ trắng mà loại ở ngoài sẽ là loại nhựa nè, nó bị nứt hết đây. Đó. Anh em chịu khó về thay phen giúp mình nhé. Đọt này 1.8 nha nè, đọt cũng tương đối bự. Đó. Đọt cứng ra tầm khoảng 2H nha nè, 2H 2 cử nha. Đó. Cái này tương đối mới nha nè, tương đối mới. Ngon lành nhé. Rút ra cũng dạng ok, tương đối thẳng chứ không quá cong. Đó. Đây, cái này dạng đẹp nha anh em. Đó. Rồi. Giá công khai cái số 2, giá không là 100k nha anh em. Đó, 100k cộng ship cái số 2. Đó, ngon lành nhé. Cái này thì chắc đủ mét luôn á. Tiếp theo cái số 3. Cái số 3 gửi cho anh em là một cây đai hoa nè, một cây đai hoa. Đó. Cái này thì nó mắc cái chụp đứt đây. Đó, anh em về độ chế lại giúp mình nha. Đây. Đó. Bát của cần sẽ là bát Fuji nha anh em, bát Fuji. Cái này FX7 nha anh em, bát Fuji FX7. Cái này dài là 3m9, đọt số 2. Thì đọt cái này nó sẽ là 1.9 nha anh em, dài 1m. Dài 3m9, đọc 1.9 nhé. Phen cái này thì ok nha nè. Đó, nó chỉ có bù nó bị lai thôi. Đó, phen Fuji hết nha. Nói chung mấy cái này thì mình dạng bán thanh lý nha nè. Đó, nhiều lúc cái phen nó có bị nứt bể nhẹ thì anh em thông cảm giúp mình nhé. Phôi thì mình đảm bảo với anh em là phôi không nứt bể nhé. Đó. Đọt thì đọt mấy cây ISO này nhiều lúc nó sẽ hụt mọc hay phăng thì anh em thông cảm giúp. Đó. Ở trong này cũng bán với giá thanh lý cho anh em dễ chơi. Đọt cái này bự như nè, đọt cái này ra tầm khoảng 3H 3H rưỡi nhé. Chất liệu ở trong mà chất liệu phíp nè. Tương đối ok nha, rút ra cũng dạng thẳng nha nè, rút ra cũng tương đối thẳng. Đó. Rồi, giá công khai cây số 3, giá vẫn là 100k luôn nha nè, 100k số 3. Tiếp theo cây số 4. Cái số 4 gửi cho anh em là một cây cần dạng một cây cần rút, một cây 4m5, dài 4m5, đọt 2.7 nha nè, dài 4m5, đọt 2.7. Bát Fuji FX8. Đó. Cần nội địa nha nè. Đó, cần nội địa. Đọt đây. Đó. Đọt chà bá luôn. Cây này cứng ra tầm khoảng 3H giữa 4H nha nè. Đó, cũng dạng tương đối cứng nha. Phôi thì tương đối ok, đó, có xảy ra ít.
lõm bên đây thì dạng xe sắc nhiều. Rồi được cái gút cái này ra thẳng nha nè, gút thẳng. Rồi giá khai cái số 4, giá cũng vậy nha nè, 100k, tổng tiếp cái số 4. Tiếp theo cái số 5. Cái số 5 gửi cho anh em là một cây cần của hãng Daiwa nha nè, một cây Daiwa. Đó. Thì cây này dài 3m, đọt 2 ly, dài 3m, đọt 3 ly 1 nha nè, dài 3m, đọt 3 ly 1. Cây này sở hữu bass là bass Pussy FX7 Japan nhé. Cây đai qua này thì anh em về chịu khó lên phen lại nha anh em. Đây, nó bị mắc phen hết rồi nha. Mắc phen hết rồi. Đó. Thì đầu bu nó cũng giục ngay cái đầu luôn, đó, chứ không phải là gãy nha anh em, đủ mét nha. Mắc phen hết rồi. Vậy anh em lên phen lại anh em câu nha. Cây này lên phen lại câu lăng xe ngon lắm anh em. Đó. Cây này cứng lắm. Cây này độ cứng tầm khoảng 50 80 đó, so với cần tay. Đó. Nếu so cần lục thì cây này nó cứng gờ tầm khoảng CSBS nha nè, cứng lắm, ngon lắm anh nè, có phôi cây này ngon. Vậy anh em độ là bộ phen là anh em câu lăng xe thả ga luôn. Đó, cái này thì mình về được một cặp nhé. Thì giá cũng khai cây số 5, giá vẫn vậy, 100k nha nè, 100k cộng ship cây số 5. Tiếp theo cái số 6, đây cái số 6 này vẫn quậy nha nè, cây đây qua. Thì cây này dài 3m cho anh em, 3m đọt 1, đọt 3 ly 1. Đó. Vẫn vậy nha nè, cây này nó vẫn vuột ngay chậu đầu bu nè, đó. Cứng lắm anh em, phôi cây này cứng. Cứng nha anh em. Đó. Vậy anh em độ lại anh em lên phen lại anh em câu lăng xe nhé. Ngon lành lắm. Không phải anh em hạ tay xuống em câu cần tay bạo lực. Đó. Nói chung thì phôi cây này thì không lỗi lầm đâu, nó chỉ mất phen thôi. Đó. Rồi giá phe số 6 giá còn lại 100k luôn nhé. Tiếp theo cái số 7, cái số 7 gửi cho anh em là một cây cần 3m6 luôn, một cây 3m6 Urban Fishing Gold gì nữa nè, bát thẳng khoen hãng nha nè, bát thẳng khoen hãng. Đó. Thì cái này đọt của nó sẽ là 2.4 nha nè, đây cái đọt đầu bu của nó đây. Đó. Cái phen này phen chạy nhưng mà vượt lên tới đầu bu trên luôn nè. Đó. Đọt cái này ra tầm khoảng 3h cho nè, đọt cái này ra tầm khoảng 3h. Đó. Cũng tương đối ok, cũng dặn cũng tương đối đẹp. Đó. Phiên hãng bách hãng. Về anh em thích hạ tay hạ tay, không thích thì anh em giữ lại, giữ phen lại anh em câu. Cái này câu cũng ok lắm nha anh em. Giá khai cái số 7, giá là 100k nha anh em. 100k cộng tiếp cái số 7. Tiếp theo cái số 8. Cây số 8 gửi cho anh em là một cây cần tương đối nhỏ nè, đây ngón tay cái bên đây bằng cái tay cái nha, bát hãng nè, phiên hãng luôn. Thì cái này xài dài sẽ là 2m7 nha nè, dài 2m7, đọt cái này sẽ là 1.8, dài 2m7 đọt 1.8, độ cứng ra tầm khoảng 2h 3h nha nè, 2h 3h, tương đối đẹp nha. Đẹp. Đó. Cái câu cái gô hết bài. Rồi, giá cũng khai cái số 8, giá 80 nha nè. 80k cộng tiếp cái số 8. Tiếp theo cái số 9. Cái số 9 gửi cho anh em là một cây cần. Cần này thì mình chưa đo, để mình đo cái này cho anh em xem. Cái này dài 2m4 nha anh em. Dài 2m4. Bass Pussy FX6. Phen là phen lõi xước trắng mà phen lõi rồi nha anh em. Anh em về chịu khó lên keo lên phen lại nha. Đó. Cái này cứng ra tầm khoảng 20-30 nha nè. Đó, cho anh em câu lăng xe, câu ngâm. Đó. Hàng nó vẫn là hàng phíp nha nè, hàng phíp. Đó, cũng dạng tương đối cứng, tương đối thôi. Đó. Cái này câu lăng xe được. Đó. Câu lăng xe, câu ngâm ok. Rồi, giá khai cái số 9, giá 80k. Tiếp theo cái số 10. Cái số 10 thì gửi cho anh em là một cây cần 2m7 nè. 2m7 hàng Korea nè. Đó. Cây một cây Olympic bát thẳng. Đó. Bát thẳng. Đây. Khoen hãng luôn. Đó. Đọt cây này sẽ là 2.4. 2m7 đọt 2.4. Cây này thì cái bu nó còn ok nha anh em. Anh em giữ cái bu là xài được. Mấy cây phen này thì anh em chịu khó đi keo chỉ đây nhé. Đi thay phen giúp mình nhé. Đó. Đọt cái này cứng ra tầm khoảng 50 như nè. Đó, cho anh em con ngâm con lăng xe ngon lành. Đó. Ok nha anh em.
Ngon lành nhá. Đây. Rồi, giá công khai cái số mực, giá 100k như này, 100k cộng ship cái số mực. Tiếp theo qua đây. Đó. Và đây sẽ là cái mùa 1. Cái mùa 1 gửi cho anh em là một cây cần đai qua. Đó. Cây này dài 3m3 nha anh em. Cây này thuộc dạng là iso bè rồi. Iso bè cho anh em câu trên bè. Câu trên gần. Đó. Thì bass là bass Pussy FX6 cán hồ quấn đây. Mấy cây đai qua này hàng nội địa cán hồ quấn rất là đẹp nha anh em. Rất là đẹp. Chất liệu cũng là chất liệu tiếp. Đó. Cái này dài sẽ là, cái này chiều dài của nó sẽ là 3m3 đọt 0.9 nên nè. Cái này đọt nó sẽ là đọt phen, là phen Pussy hết nha nè, phen là phen Pussy hết luôn. Đọt này đây nè, đọt nó tương đối mảnh nha, được cái là nguyên cây đọt đặc nha nè, nguyên cây đọt đặc đẹp nhá, tôi đẹp. Cái này anh em chỗ nào anh em có hanh cá cháp á, đánh mấy cái này phê lắm. Rồi, giá cũng khai cái 11, giá cũng vậy anh em, giá bằng 100k nhé. Tiếp theo sẽ là cây số 12 nha anh em. Cây số 12 sẽ là một cây cần của Nhật nè. Chữ nó ghi từ lâm chân. Bass là bass Pussy FX6. Khôi là sơn giả trúc nè. Thì cái này dài là 5m, đọt của nó sẽ là đọt bọc limốt. Phen ở trên chạy sẽ là phen Pussy, ở dưới sẽ là phen sứ trắng như nè. Anh em về thay phen lại giúp mình nhé. Anh em hạ tay lại cũng được. Đọt của nó đây. Đọt dạng đọt tháp. Cái này tương đối mềm. Giờ anh em chịu khó hạ thay đọt cũng được, mà thay đọt hoặc hạ đọt xuống đây. Ở trong nó thì dạng khôi là sơn giả trúc nha anh em, rất là đẹp nhé, rất là ngon luôn. Khôi sơn giả trúc rất ngon nha. Rồi, giá công khai cái số 12, giá vẫn vậy anh em, 100k thôi. 100k số 12. Tiếp theo mã số 13. Cây 13 gửi cho anh em là một cây cần đai qua nha anh em. Đây, đai qua. Cây này thì nó mắc đít rồi, nó mắc cái đầu chụp đít. Đó. Cây đai qua nha. Bass Pussy 2m7. Cây này thì mình chưa vệ sinh đâu. Đó, nó dính băng keo rồi lủng chân nè. Đó. Thì cây này nó xem chiều dài cái này thì nó sẽ dài là 5m1 nha anh em. Dài 5m1. Đọt cây này nó sẽ là đọt một ly. Đây. Đọt nó đây. Nó bị mắc cái đầu bù rồi nha. Cái này ok, đọt ngon lành. Đọt cái này ra tầm khoảng đâu đó 2h thôi. 2h. Thôi ở trong thì ok, tương đối. Trong cây này thì nó hơi bị nổ sơn tí. Ngon lành nha. Trung hiện mấy cái này mình bán thì đảm bảo với anh em là khôi ngon lành. Đó. Phần phen thì nhiều cây nó sẽ bị nứt phen, lỗi phen thì anh em bỏ qua nha. Khôi thì đảm bảo với anh em ngon lành. Rồi, giá khai 13. Giá vẫn là 100k. Tiếp theo 14. 14 là một cây cần đai qua luôn. Đây, cái đai qua nó quấn cái gốc này, rất là đẹp nha. Bass là bass Pussy FX6. Vẫn rất là đẹp. Cái này dài 3m3, đọt là đọt số 2. Đọt dài 3m3, đọt số 2. Dạng này dạng vẫn là iso bè. Đây, phen của nó là phen Pussy nha anh em. Phen Pussy. Đây, đọt dạng tương đối nhỏ. Đọt ra tầm khoảng 0.8 0.9 ly thôi. Đó. Mấy cái này chuyên về cho anh em là câu dạng iso bè, cho anh em câu cá hanh cá cháp. Câu cảm giác. Tương đối như này.
cạnh cũng đẹp như này, xuất sắc, xe sát ít, đó, ngon lành. Đó. Rồi giá công khai cây 14 giá là 100k luôn như này, giá cũng vậy 100k. Chung thì thanh lý, mình thanh lý còn vài clip nó sẽ hết nha nè, hết hàng nhé. Tiếp theo 15 sẽ là một cây cần Olympic. À, cây này mới nha nè, nhìn tổng thể ngoại hình còn mới. Bát là bát Fuji. À, FX7. Cây này đọc số 3, dài 46. À, đọc số 3, dài 46. Fan của nó đây. À, fan của nó sẽ là fan Fuji nè. Đó. Anh em. Fan thì nhìn sơ qua thì ok hết nha nè. À, không có fan nào nứt bể hết. Đọt cái này sẽ là đọt 2 ly 3 nha nè. Đọt 2 ly 3 dài 4m6. Đầu cứng ra tầm khoảng 3H gửi 4H. À, cũng dạng tương đối cứng nha nè. À, tương đối. Ngon lên. Đó đây. Mở ok được nha. Đó. Cái này rút ra thẳng nha anh em. Đó, cái này đẹp, rút ra thẳng. Đó. Anh em nào mua được cây này thì ngon lành nha. Đó. Đây, rút ra thẳng nha, mình đang rút nè. Đó. Độ cứng ra tầm khoảng 3H cử 4H, ngon lành. Đó, anh em để cầu ISO cũng được. Đó, cái này đẹp, còn đẹp. Fan mới. Rồi, giá ông khai cây 15 vẫn vậy luôn anh em. Giá 100k nha. Tiếp theo 16. Cái 16 là một cây càng không biết tên, Big Power nè anh em. Sức mạnh của biển. FX7. Đó. Cẳng vẫn ok. Thì cây này fan của nó sẽ là fan Fuji nè, được một cái fan nha anh em, được một cái fan thôi. Tao bu mấy cái lại anh em đi fan đi chỉ đi keo lại giùm mình nhé. Thì cây này nó dài 3m9 nha anh em, 3m9. Đọc của nó là 2 ly 4. Đó, 39 đọc 2 ly 4. Đọc cái này cứng ra tầm khoảng CS nha nè. Cứng ra tầm khoảng CS. Đó, cũng tương đối cứng nha. Nó để là H đó. Đọc cứng ra tầm khoảng CS nha nè. Nhận tương đối. Cái này dạng cần lục rồi. Cho anh em làm fan đây nha. Anh em làm fan là anh em câu. Đẹp nha. Ngon lành. Rồi giá cũng khai muốn vậy luôn. Đó, khoảng 100k. Đó, cây số 16. Tiếp theo 17. 17 lên cho anh em là một cây cần ISO Batabat Fuji. Đó, cái này đọt là 1 ly dài 4m5 nha nè. Đọt 1 ly dài 4m5. Đó, ISO đỏ nha. ISO kiếp đỏ. Đọt 1 ly dài 4m5. Đọt nó đây. Ngon lành nha nè. Đọt cái này nó ra tầm khoảng 2H thôi nha nè. Nó đọt tương đối mềm. Đó. Anh em không thích thì anh em có thể về thay đọt. Đó, mua một cái đọt đặc á, lắp vô đây. Anh em mua một cái đọt mà đọt carbon á, đọt cứng á, lắp vô. Đó. Cái góc ở đây á, cái góc ở dưới đây nó cứng lắm nha nè. Nó chỉ có cái phần đọt là nó mềm thôi. Đó. Đây, coi ok nha. Đó. Sạch đẹp. Ngon lành. Đó. Rồi giá ông khai 17 giá cũng là 100k luôn nè. 100k cộng tiếp tới 17. Tiếp theo 18. 18 là một cây cần của hãng Daiwa nè nè. Một cây Daiwa. Cây này dài 5m3, đọt số 2. Cây này mình đo thì đọt nó sẽ nó là 1 ly nha nè. Đọt 1 ly. Hàng nội địa. Bát Pussy. Cán quắn. Đó, ngon lành. Phen cái này thì lỗi hết rồi. Đó, phen là phen xứ trắng mà lỗi hết trơn rồi. Đó. Đây, đọt nó đây. Đó. Đọt cái này tầm khoảng 2H đó nha nè. Đọt 2H rồi. Đó. Như mình đã nói thì anh em không thích thì anh em lắp một cái đọt khác vào. Đó. Vì cái khúc ở dưới đây á, khúc dưới đây nó cứng lắm. Đó. Chỉ có phần đọt nó làm vút bỏng nhẹ ra ngoài đây. Cái nó mềm thôi. Đây. Cái tia đọt ở đây cũng rất là bự như nè. Đó. Cần thì ok, voi đẹp này.
Phôi gấp nó đẹp luôn, ngon lành. Rút ra thì nhìn cảm quan cá nhân thì nó cũng còn rất là thẳng nha, rất là thẳng luôn, rất là đẹp luôn nè, đó thấy không. Rồi cái 18 giá cũng vậy nha, giá cũng là 100k nhé. Tiếp theo 19, cái 19 gửi cho anh em là một cây cần Olympus nha anh em. Olympus cây này dài 5m1, đọt số 1, bát là bát Fuji EP6 góc này. Ngon lành nha. Phen là phen Fuji nè. Ok nha anh em. Đọt đây, đọt nó dạng đọt mảnh nhỏ nha. Đọt thì chỗ này nó bị xước cái này tí, anh em cắt ngang đây nha anh em. Đó, cắt ngang đây giúp mình. Vì khúc này là đọt đặc nha. Anh em yên tâm, đọt đặc anh em cắt thả ra, chứ không phải đọt rỗng. Đọt rỗng thì anh em cắt không được. Cái này đọt đặc anh em thắt cắt thả ra nha. Đọt. Dưới đây thì nó cứng nha anh em. Dưới đây thì cứng. Đó, dưới đây rất là cứng luôn. Càng ok anh em, tương đối đẹp. Rút ra cũng ok, cũng dạng rất tương đối thẳng. Rồi giá cũng khai 19, giá cũng là 100k nha nè. 100k cộng khiếp cái số 19. Tiếp theo cái 20. Cái 20 gửi cho anh em là một cây cần công ngâm. Bát của nó sẽ là bát thẳng nha nè, bát thẳng. Cái này dài 2m4 nha nè, dài 24, bát thẳng, phen hãng luôn, phen nghi nóc nè. Cây này anh em về làm lại bộ phen là con ngon lành nha anh em. Độ cứng cái này cái tầm khoảng 20-30. Câu lăn xê con ngâm ngon lành, câu cá chép. Càng thì được cái là phôi cây này còn tương đối mới nha. Mới nha nè. Rồi giá cũng khai cái số 20, giá là 80k, 80k cộng ship 20. Tiếp theo qua đây, ở đây sẽ là 21 gửi cho anh em vẫn là một cây iso bè. Cây này đọt số 2 dài 2m4 nha anh em, cây bọt số 2 dài 24, cho anh em câu trên ghe trên bè nè. Cản hộ quẳng này rất là đẹp nha, rất là đẹp. Bát là bát Fuji EP5, phen của cần sẽ là phen Fuji nhé, phen cần sẽ là phen Fuji. Đọt tương đối mảnh nha nè, đọt này ra tầm khoảng 0.8-0.9 ly thôi nha, đọt tương đối mảnh. Được kể là cây 2m4 này anh em câu cảm giác ngon lành, rút ra cũng dạng thẳng nha nè, chỉ có 2m4 thôi, rất là êm nha. Rồi giá cũng hai cây số 21, giá vẫn vậy, giá cũng là 100k nha nè, 100k cộng ship 21. Tiếp theo 22. 22 gửi cho anh em vẫn là một cây cần rút nè. Đó. Một cây kinh tôm. Cây này dài 3m6 nha nè. Dài 3m6, đọt 2 ly. Bát là bát Fuji EP6 hàng Japan. Đây. Phen của nó sẽ là phen hãng nha nè, phen hãng phen sứ trắng nè. Đó. Anh em thích thì để lại câu cũng được, không thích thì anh em thay phen giúp mình nhé. Cây này thì đọt của nó, cái này đọt đọt của nó 2 ly nha nè, đọt 2 ly, 36 đọt 2 ly. Đọt nó ra tầm khoảng 3H. Đó. 3H nha nè. Hàng còn đẹp nha nè, hàng còn đẹp. Đó. Ít xây xác. Gút ra dạng cũng tương đối thẳng. Rồi, giá cũng khai cái số 22. Giá vẫn vậy, vẫn là 100k nha nè, 100k cộng ship 22. Tiếp theo 23 lên cho anh em là một cây cần của hãng gì đây ta, NFT. Đó. Cái này đọt số 1 dài 4m7 nha nè, đọt số 1 dài 4m7. Cái này mình đo được là đọt 0.8 nhé. Bát Fuji EP7 nè, cán hậu quẳng không còn rất là đẹp, xuất sắc nha.
Đây, ngon lành. Phen keo thì ok hết nha nè. Keo chỉ. Phen cái này ok hết nha. Phen cái này đẹp. Được cái luôn, cái buông chống sắn luôn. Đó. Cái này thì đọt nó chỉ đọt mảnh nha nè, đọt cái này đọt mảnh. Nếu anh em hạ tay thì anh em đổi thay đọt giúp mình nha. Thôi anh em để câu cũng được. Được cái là đây. Coi đẹp nha. Tổng thể ngoại hình trên này đẹp rồi. Đó. Rất là ngon nha nè. Đây. Tiếp đỏ. Đó, rất là đẹp. Rồi, giá 2 cây 23. Giá là 100k nha nè, 100k cộng ship 23. Tiếp theo 24. 24 sẽ là một cây carbon nha nè. Cây một cây carbon. Thì cái này dài 3m3. Đó, cây này bị mắc đọt rồi. Mắc đọt với mấy cái phèn phèn chạy nha. Đó. Bát cái này vẫn là bát Fuji nha nè, bát Fuji. Đó. Cái này chất liệu là chất liệu carbon, dài 3m3. Đây, cây này anh em về làm cái bộ phen này đánh rất là ngon anh em. Cây này cứng lắm. Cây này độ cứng nó ra tầm khoảng 80 đến 100 vậy nè, rất là cứng cho anh em con ngâm nhé. Con ngâm dạng đánh bao lực là ngon lành luôn á. Đó. Đó. Đọt nó thì bị hụt một tí nè, đó về anh em làm lại nhé. Còn rất là dài. Đó. Coi carbon nè. Coi carbon nhé. Cứng, cái này cứng. Đẹp nha anh em. Đó. Đẹp, không có xê xát gì nhiều hết. Rút ra thẳng băng luôn, cứng đơ luôn. Đó. Rồi, giá 2 cây số 24, giá 100k luôn nha anh em. 100k về cho anh em làm lại nhé. 125. 25 lên cho anh em vẫn một cây tay qua. Đó, một cây số bè. Bát là bát Fuji. Cái này thì đọt số 1 dài 3m3. Phen cần sẽ là phen Fuji nhé. Đó. Cái này đọt tầm khoảng 2H này nha nè, đọt tương đối mạnh. Ok nha nè, cái này dạng ok. Đó. Gút cái này ra thấy đọt mảnh mà gút ra thẳng nha nè, gút ra cũng tương đối thẳng nha. Rồi giá của khai số 25, giá cũng là 100k nha nè, 100k cộng ship 25. Tiếp theo 26. 26 gửi cho anh em là một cây cần 3m6 nha nè, một cây 3m6H. Đọt sẽ là 23. Cây này thì cái phần gốc để đi ứng nó bị chắc bị dục cái nút này. Đó, anh em về làm lại nha. Bát là bát Fuji FX7. Phen thì anh em cũng làm là phen luôn. Đó. Đây, đó. Đọt cái này đây. Đọt cái này đọt chà bá luôn nha nè. Nếu xét độ cứng thì cây này gơ tầm khoảng 5H 6H nha, rất là cứng. Đó. Và anh em có thể đánh lục đầu căng. Đó, cái này anh em về làm phen lại đánh ngon lành lắm á. Thôi không bị gì rồi. Đó, làm phen lại đánh rất là ngon vậy nè. 3m6 cứng khắc thì cái này nó gơ tầm cứng ra tầm khoảng AXBX nha. AXBX. Rồi, cây số 26 giá khoảng 100k. Tiếp theo 27. 27 gửi cho anh em một cây cần vẫn quậy nha anh em, vẫn là cây cần fit. Cây này của Shimano nhé, một cây Shimano. Đó. Cây này dài 4m3 nha anh em, dài 4m3, đọt 1 ly 5. 4m3 đọt 1 ly 5. Cần cũng còn ok nha anh em, sạch nhé. Phen thì anh em thay phen là hết giúp mình nhé. Phen này phen nhựa rồi. Đọt thì nó bị mắc đầu bu, đây nó vuột ngay cái phần nổi luôn. Đó, mắc đầu bu với phen chạy. Đọt cái này cứng cho tầm khoảng 2.5-3H. Đó. Phôi đẹp. Đó. Phôi đẹp nha anh em. Đó, ngon lành. Đó. Gúp cái này ra, gúp tương đối thẳng nha. Gúp ra tương đối thẳng. Đó. Rồi, giá công khai cái số 27, giá là 100k nha anh em. 100k cộng ship 27. Tiếp theo 28. 28 gửi cho anh em là một cây cần của Suzumi. Đó, cây Suzumi. Thì cây này cây carbon nè, cây carbon. Cán là cần mốt nè, cần mốt. Bát là bát Fuji nè. Phen hai phen này sẽ là hai phen Fuji nè, đó. Và cây này nó dạng nó hụt đọt nữa nè. Cây này hụt đọt.
Vậy anh em có một cây đột sở tên đó, đột đặt anh em thắp vào câu rất là ngon nhé. Cái này hụt đột carbon nha anh em, rất là đẹp nha, cứng nha, carbon cứng. Cái này dài 2.7 đó. Vậy anh em thầy tự độ lại nha anh em. Rồi cây số 28 giá là 100k nhé. Tiếp theo 29 gửi cho anh em vẫn là một cây cần carbon nè, đó carbon thôi đến đây spin. Cây này 15-3m nha anh em, bát là bát Fuji nè, một cây Shimano. Thì cây này xuất sắc rất là nhiều đó. Được cái là cái phôi cái này ngon, cái này là một cây phôi carbon luôn. Đây, phần đọt này sẵn gần guốc nha, cái lớp sân bóng ở ngoài thì nó bị chóc thôi, đó, phần chắc ở trong, đọt ở trong thì rất là cứng nha nè, còn rất là xịn nha. Đọt cây này cứng ra tầm khoảng 30-50 nha nè, đọt cũng gặn tương đối cứng nha. Đây mình bẻ cong nè, nó buông ra nè, đó, ngon lành nha. Đây, sẵn nha, carbon sẵn đó. Vậy cái này anh em thay bộ phen thôi đó, anh em câu ngon lành đó. Nói chung thì thanh lý thì bán đồng giá đó. Rồi giá công khai cây số 29 giá vẫn là 100k nha, 100k cộng ship 29. Tiếp theo cây 30, cây 30 này cứng nặng quá nè. Đây bát là bát Fuji nha nè, bát Fuji FS8. Đây rất là bự và nặng đó. Cây này dạng Isu biển nè. Và cây này anh em về hạ là anh em làm mấy cây móc, anh em làm mấy cây chổi, mấy cái lồng chim nè. Đó. Và anh em lấy mấy lóng đầu anh em làm cần bao lực. Đó. Đây. Đó. Phèn này. Phèn gì nóc mà dạng sướng nó beng 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 beng. Thì cái này nó dài là 5.7 nha anh em, dài 5.7, đọt 2.7. Đây, phôi ở trong thì rất là ok anh em, rất là chắc nha. Đọt nó đây. Phôi ở trong còn rất là chắc và đẹp. Đó. Nói chung là cây này cứng và nặng. Anh em lấy từ lóng này thôi. Đó, từ lóng này trở lại đẳng. Đó, ra tầm khoảng 4m, 5m gì đó anh em câu. Đó, lóng gốc thì anh em chế cháo gì đó. Đó. Cây này thì ngon lành hết nha, không lỗi gì ha. Đó, chỉ có phen là phen sứ này chỉ nóc thôi. Rồi giá công khai cây 30, cái này nặng lắm nhé, giá 100k luôn nhé, 100k cộng ship cây 30. Tiếp theo 31 gửi cho anh em là một cây cần Ryobi nè. Cây Ryobi này là một cây Ryobi carbon nha anh em, Ryobi carbon. Ngon nha, carbon, bát là bát Fuji, phen cần sẽ là phen Fuji. À, cái này dạng nó bị hụt đọt rồi. Vậy anh em chịu khó thay đọt nha. Và anh em để vậy anh em hạ cần tay câu cũng được. Đọt cũng còn ok, không quá ngắn. Đọt carbon luôn. Khúc dưới đây là carbon anh em. Đó. Đó. À, carbon thì mình bảo carbon. Đây. Đó. Lúc này carbon nè, đó. Đây, carbon sẵn nha. Nói chung thì có xây sát. Được cái là cây này rút ra thẳng nha em, rút ra thẳng nha. Carbon có xây sát, rút ra thẳng. Rồi, giá công khai vẫn vậy nha em, 31 giá vẫn là 100k nha. Đó. Tiếp theo 32 gửi cho anh em là một cây cần 81 là 5.4 nha anh em, một cây 5.4, bát Fuji nè, bát Fuji FS6 nè. Đó. Góc rất là đẹp nha. Đây, rất là đẹp. Thì cái này thì hoàn chỉnh hết nha anh em. Cây này hoàn chỉnh hết luôn nha. Chỉ có cái đầu bu thì nó dạng cái đầu bu nó dạng inox nè. Đây, đó. Nhưng mà tổng thể còn lại hoàn chỉnh hết. Cây này đọt 0.9. Cái này chắc vừa anh em thay đọt lại rồi. Đó, đọt nó mềm. Đó, giờ anh em thay đọt lại. Cái ti đọt chỗ này nó còn rất là bự nè. Đó. Nói chung là cái này mới. Đó. Cái này mới. Giờ anh em tích cứng cho anh em thay đọt nha anh em. Đó. Đây. Mới đẹp nha. Mới đẹp. Phen Fuji hoàn chỉnh hết.
phôi ok hết. Rồi giá 32, giá là 100k nha anh em. Đó. Rồi, đó là tổng cộng 32 cây cần lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào có thể chốt, để shop thoại shop tự động liên hệ với anh em nhé. Hoặc anh em có thể kết bạn Zalo, số điện thoại shop để trong góc bên phải màn hình nha anh em. Ở bên đây màn hình. Rồi, cảm ơn anh em.